Đây cũng rất là lâu rồi Minh Vũ mới cập bến được cái lô loa siêu trợ lời, trợ âm rất là hay các bác nhé. Em về được hơn 20 cặp, hôm nay là ngày 21 tháng 6. Đấy, lô hàng lần này về thì cũng rất là đẹp. Tất cả còn đây, nguyên bụi này. Chưa có nâu chùi, có nguyên bụi rồi. Cái này chỉ cần tuốt qua là nó đã đẹp rồi. Đó, đầy đủ cả tai rồi là cả ốc chốt các thứ đầy đủ các bác nhé. Đó, với mức giá hơn triệu thì đây một đôi loa rất đáng để chơi. Con này thì nó hay hơn cái con JL Control 25. Đó, mà giá tiền thì rẻ hơn rất là nhiều, rẻ thì cũng rẻ hơn một nửa luôn các bạn. Ở đây thì em nhìn thấy có hai cái loại tem này khác nhau này. Nhưng thực tế ra thì về cái phần nội thất bên trong nó đều như nhau các bác nhé. Nó chẳng khác nhau gì, nhưng mà ở đây em nhìn một con này thì nó ghi là Made in USA này. Đấy, tem của nó là tem màu đen, kiểu đen sẫm, con này thì màu nó hơi kiểu nó tím tím này. Đấy, ở đây thì nó không có ghi này. Gọi là cái Made in USA. Ở đây thì nó có thêm cái phần Made in USA đó nhé. Thực tế dòng loa này thì nó không có hàng nhái đâu các bác nhé, nó chỉ có hàng xịn thôi. Đó, và cái tem này như kiểu tem đời trước và đời sau ấy, bên trong nội thất bên trong thì nó cũng như nhau cả, nó không khác nhau gì cả. Loa với thiết kế là một bát 16 và một check dom các bác nhé. Và dòng check dom cũng khá là to, và con này thì được cả tiếng nói chung loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được các bác nhé. Minh Vũ đã bán những dòng loa này rất là nhiều trong những cái clip cách đây mấy tháng trước, ở lòng ngoài cũng bán rất là nhiều, gần như là về lô nào là bán hết lô đấy. Đấy, mức giá thì ngày trước em bán nó cũng rẻ, có hơn triệu thôi. Hàng này thì em xin thông báo giá luôn, những cái đuôi nào đẹp các thứ thì sẽ lên đường cho các bác, còn những cái đuôi nào mà xấu xấu thì em sẽ bán thanh lý sau. Nhưng mà cái mức giá thì nó sẽ dao động tầm 1,6 triệu đến 1,8 triệu các bác nhá. Đấy, nó sẽ dao động tầm 1,6 triệu đến 1,8 triệu. Đó, có nghĩa là đôi nào nó đẹp xuất sắc thì em bán 1,8 triệu, đôi nào nó ở mức nó đẹp vừa vừa thì em bán gọi là 1,6 triệu các bác nhá. Thì giá trên là chưa bao gồm phí ship. Đấy, loa là bao zin, chưa sửa chữa. Sẽ có một clip mà sẽ review tháo nốt cái nội thất bên trong mình quay các bác xem. Mấy ngày hôm nay thì hàng về cũng tương đối là nhiều những mặt hàng, nhưng mà chưa có thời gian review giới thiệu đến toàn thể các bác, tại vì mấy ngày hôm nay em khá là nhiều việc, bận, người nó kiểu mệt mệt đấy. Thì hôm nay giới thiệu cái nô loa JBL Hackman này cho toàn thể các bác xem, anh em là có nhu cầu mà muốn mua loa trợ lời đấy, hoặc là chúng ta mà đang sử dụng cái không gian phòng nó nhỏ nhỏ thì muốn hát karaoke, muốn nghe nhạc mà không muốn kiểu là nó ồn quá ấy, thì chúng ta có thể làm hai cặp loa này là các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được rồi. Loa rất là hay, bình thường một cặp cũng có thể hát được rồi. Em về được rất là nhiều hàng, cả cái dòng đây, một loại vang BF Audio 306 đi cộng, hàng xịn luôn các bác nhé. Thì số lượng cũng có tương đối là nhiều đấy, nhưng mà đợt này thì chưa có thời gian dọn lên sóng. Clip sau sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác. Đây, đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Chưa có nào chùi nó đẹp như này. Vang này thì nó đỉnh của chóp luôn. Nó hay hơn X5 rất là nhiều. X5 bây giờ hàng nhái thì nhiều vô kệ. Chơi đoạn này thì khỏi phải nghĩ luôn. 1,6 triệu đến 1,8 triệu các bác nhé. 1,6 triệu đến 1,8 triệu một đô. Các bác chốt thì em sẽ cho lau chùi và dọn dẹp lại thì loa sẽ rất là đẹp thôi nhé.